Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, sáng kiến không phải cái gì kỳ lạ hay chung chung, trừu tượng, mà chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ trong những hoàn cảnh, những điều kiện bình thường, rất phổ thông, rất thiết thực. Ở tầm sáng tạo lớn, có ảnh hưởng rộng là phát minh, bao hàm cả sáng chế. Ở tầm thấp hơn, nhỏ hơn thì là sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Tất cả đều là sản phẩm được sáng tạo ra khi cuộc sống thúc bách. Cụ thể hóa tư tưởng của Hồ Chí Minh vào thực tiễn lao động sản xuất, từ đầu năm 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình 1 triệu sáng kiến nhằm cổ vũ tinh thần vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 trong lực lượng lao động. Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày của chương trình đã hoàn thành giai đoạn 1 sớm 20 ngày, thu về hơn 654.900 sáng kiến, vượt hơn 100% chỉ tiêu đề ra là 300.000 sáng kiến và ghi nhận con số ấn tượng, tổng giá trị làm lợi khoảng 10.000 tỷ đồng. Bước vào giai đoạn 2, chương trình tập trung phát huy sáng kiến cải tiến của công nhân lao động trong các khu vực sản xuất kinh doanh tài chính. Thưa quý vị và các bạn, chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tuy mới đi hơn nửa chặng đường nhưng đã đạt được những hiệu quả cụ thể và thiết thực. Gần 655.000 sáng kiến được ghi nhận, hàng trăm sáng kiến được khen thưởng. Và từ đây thì nhiều ý tưởng sáng kiến hay làm lợi cho doanh nghiệp đã được triển khai và nhân rộng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại Ngày hội Lao động sáng tạo ngành dệt may Việt Nam lần thứ 3 năm 2022, các cải tiến kỹ thuật áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất làm lợi cho doanh nghiệp nhận được sự đánh giá cao của ban tổ chức. Sáng chế hệ thống kiểm soát cân màu thuốc nhuộm bằng mã vạch của kỹ sư Trần Quang Vinh, Tổng công ty Phong Phú là một điển hình. Thực tiễn làm việc thì bản thân em nhận thấy rằng thao tác của người công nhân họ vẫn còn có một cái sai sót mà trong vấn đề về việc là cân màu thuốc nhuộm để đưa ra ngoài sản xuất, thì sai sót đó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ ra phát thải cũng như ảnh hưởng đến chi phí của phân xưởng. Vì vậy mình đã áp dụng cái số hóa dữ liệu cũng như là mã vạch để đưa vào cái thao tác cân màu để người công nhân cân đúng và cân đủ, từ đó là khắc phục được hoàn toàn cái lỗi thao tác cho người công nhân. Sáng chế của Quang Vinh đã hạn chế tối đa sai sót do cân màu sai, giảm sự phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm của nhân viên trong quá trình bào chế và có thể áp dụng được cho tất cả các nhà máy nhuộm. Với hiệu quả đó, sáng chế đã giành giải nhất trong cuộc thi. Trong quá trình sản xuất, Nguyễn Quang Nhật, công nhân tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ nhận thấy người công nhân mỗi lần gom côn sợi phải di chuyển quãng đường dài, tốn sức. Để giảm cường độ làm việc cho công nhân, tiết kiệm thời gian nhân công và góp phần tự động hóa, Nhật đã thiết kế băng tải, thiết kế phần điều khiển tự động vận chuyển côn. Theo em nghĩ thì thứ nhất là đất phong của em được đánh giá cao thì như là nó giải quyết được cái vấn đề thực trạng thực tế của nhà máy, khoảng không gian máy nó chặt cho nên là nó sẽ giúp cho cái không gian máy nó sẽ thoáng hơn và nó dễ dàng hơn cho người lao động khi mà làm việc. Nhằm cải thiện sức lao động con người, tạo ra năng suất cao nhất, anh Phạm Văn Thuần đã sáng chế máy cắt vải cuộn tự động. Sáng chế đã tiết kiệm được 138 triệu đồng, 43% so với chi phí phải bỏ ra khi mua sản phẩm ngoại nhập. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả những cái sáng kiến sáng tạo như thế này sẽ được chia sẻ tới tất cả các đơn vị trên các nền tảng cloud để cho các đơn vị có thể là tham khảo đối với những sáng kiến sáng tạo của nhau, cùng chung tay góp phần thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam phát triển và cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đó là ba sáng chế đạt giải cao trong Ngày hội sáng chế ngành dệt may, đồng thời là sáng chế tham gia phong trào 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Từ một người công nhân cho đến một người kỹ sư, bất cứ ai có sáng kiến đều được tôn vinh và xem như đó là một phần đóng góp của mình đối với lại cái doanh nghiệp của mình. Tôi đánh giá kỳ này, những cái sáng tạo, sáng kiến, cải tiến này đang được áp dụng rộng rãi và thực tế ở trong doanh nghiệp. Đồng thời, họ đang lan tỏa đến doanh nghiệp khác. Có nghĩa là qua cái ngày hội thi sáng tạo như thế này, thấy doanh nghiệp này học tập doanh nghiệp kia, sáng kiến của doanh nghiệp này có thể đem áp dụng cho cái doanh nghiệp khác. Và cái chất lượng rất là tốt, lan tỏa. Thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn, kết thúc giai đoạn 1,
Công đoàn Dệt may Việt Nam có 2.193 sáng kiến được cập nhật, đạt 100% chỉ tiêu đăng ký. Kết thúc giai đoạn 1 của chương trình 1 triệu sáng kiến, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa có hơn 170.000 sáng kiến, vượt chỉ tiêu hơn 350%, dẫn đầu cả nước. Nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, giúp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt khó, phát triển trong bối cảnh khó khăn. Kết thúc giai đoạn 1, Thanh Hóa có 3.655 công đoàn cơ sở với 308.598 đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến. Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Trong đó khối xã, phường, thị trấn có 559 công đoàn cơ sở với 15.609 đoàn viên tham gia. Khối trường học có 1.974 công đoàn cơ sở với 52.356 đoàn viên tham gia. Khối doanh nghiệp có 736 công đoàn cơ sở với 206.100 đoàn viên tham gia. Sáng kiến của đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia đều có giá trị cao về mặt kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục và phát triển với tổng giá trị làm lợi trên 162 tỷ đồng. Cán bộ công đoàn các cấp đã vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt, tạo được một cái niềm tin cho người lao động, đặc biệt là đối với công nhân lao động trực tiếp, lao động sản xuất trên hiện trường, thì họ đã có những cái đóng góp tích cực vào cái phong trào sáng kiến sáng tạo này. Qua cái kết quả thì chúng tôi đã có 2.572 sáng kiến đạt tỷ lệ là 127,1%, thì đây là cũng kết quả bước đầu. Và qua cái kiểm tra đánh giá lại thì chúng tôi có hàng chục sáng kiến, thậm chí hàng trăm sáng kiến có cái giá trị cao đóng góp cho doanh nghiệp. Nội dung sáng kiến đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề, có những sáng kiến mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, có những sáng kiến tạo ra những sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động. Nhiều sáng kiến vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Những ý tưởng sáng tạo đều xuất phát từ nỗ lực chinh phục khó khăn trong sản xuất của người lao động, như tại công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn. Từ thực tiễn, cần chế tạo một thiết bị sử dụng điện thay thế phương pháp thủ công nhằm nâng cao công suất, phân tích hiệu quả kim loại ra khỏi đất mịn, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Kỹ sư Nguyễn Viết Khu đã chế tạo máy sàng liệu tách kim loại nhỏ lẫn trong đất mịn. Sáng chế này được ứng dụng vào sản xuất đã làm lợi hơn 7,2 tỷ đồng cho công ty và giảm ảnh hưởng phát tán tới môi trường ở cảng Nghi Sơn một cách rõ rệt. Máy sàng ống quay này thì nó cũng có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là toàn bộ cái vật tư để chế tạo ra cái sàng ống quay này thì là chủ yếu là tận dụng thép phế liệu. Và quá trình sàn ống quay này thì đã vừa đảm bảo được cái việc là tiết kiệm chi phí trong cái việc sản xuất và đồng thời tận thu tối đa cái nguyên liệu để phục vụ cho nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn. Thì qua đó là cũng đồng thời nhờ cái sàn quay này thì công tác môi trường được đảm bảo vì nó không phát sinh ra nhiều bụi và tiếng ồn. Trước kia, nhiều sản phẩm mới của nhà máy cán thép cuộn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép VAS Nghi Sơn thường phải thuê chuyên gia thiết kế, nhưng việc thuê đối tác nước ngoài thiết kế thì chi phí rất lớn. Vì vậy, ban lãnh đạo nhà máy đã họp cùng cán bộ kỹ thuật và đưa ra giải pháp để nội bộ tự thiết kế. Sau hơn một tháng nghiên cứu, kỹ sư Phạm Quang Tuyến đã có sáng kiến thiết kế sản phẩm thép cán cuộn phi 9mm đưa vào sản xuất. Từ đó đến nay, mỗi tháng nhà máy cung cấp sản phẩm này cho thị trường khoảng từ 9 đến 10% tổng sản lượng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. Sáng kiến này đưa ra thì về việc sản xuất và thuận lợi là đáp ứng về hiện tại là mình đã đáp ứng được cái thị trường và đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường hơn của tập đoàn, của nhà máy và tập đoàn. Sáng kiến này hoàn thiện thì được sự hỗ trợ của bên tổng giám đốc nhà máy và ban giám đốc nhà máy và được sự quan tâm của bên công đoàn nhà máy. Với sáng kiến của mình, anh Phạm Quang Tuyến đã khẳng định tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, phát huy sáng kiến, thể hiện ở năng lực thiết kế, làm việc nhóm, giải bài toán thời gian, thích ứng với bối cảnh và nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường. Kết thúc chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày, chương trình 1 triệu sáng kiến đã hoàn thành giai đoạn 1 sớm 20 ngày,
thu về hơn 654.921 sáng kiến, vượt hơn 100% chỉ tiêu đề ra là 300.000 sáng kiến và ghi nhận con số ấn tượng. Từ đây cho đến tháng 9 năm 2023 thì chúng ta sẽ có một khối lượng rất lớn về những câu chuyện sáng kiến công nhân của chúng ta có đủ năng lực để làm chủ các sáng kiến và cải tiến. Giai đoạn 2 của chương trình 1 triệu sáng kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 1 tháng 9 năm 2023, khởi động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 với mục tiêu 700.000 sáng kiến. Làm bất cứ việc gì dù phức tạp hay là giản đơn thì mỗi công nhân đều có thể có sáng kiến, cải tiến để mang lại điều tốt đẹp cho bản thân và mọi người. Một doanh nghiệp có nhiều công nhân như vậy thì sẽ tạo thành động lực phát triển. Nhiều doanh nghiệp như vậy sẽ đóng góp lớn vào sự chuyển động chung của xã hội. Và trải qua giai đoạn 1, chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày của chương trình, rất nhiều kinh nghiệm tổ chức được các công đoàn, các cấp đúc rút. Bên cạnh đó thì những nguyện vọng, những đề xuất của người lao động được các cấp công đoàn, các công ty, doanh nghiệp lắng nghe và chia sẻ. Chính vì vậy mà chúng ta có cơ sở để tin rằng giai đoạn 2 của chương trình sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, mang đến lợi ích nhiều hơn, cao hơn cho người lao động, doanh nghiệp và cả xã hội. Sau đây là những ý kiến đánh giá, đề xuất chúng tôi ghi nhận được. Chương trình này huy động sức sáng tạo của đoàn viên, công đoàn, công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn quốc để góp phần thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta. Đối với Thanh Hóa thì chúng tôi đã tập trung các biện pháp để tập trung chỉ đạo một cách bài bản về chương trình này. Trước hết là thành lập ban chỉ đạo, sau đấy là thành lập các cái tổ giúp việc từ tỉnh đến cơ sở, rồi và thông qua các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động để thực sự là tạo sự lan tỏa của chương trình đối với người lao động. Mình cũng bản thân là cũng là người lao động đi lên và cũng lên cấp quản lý thì mình đây là đánh giá được đây là phong trào rất là có ý nghĩa, thành quả của người lao động được ghi nhận và qua đó là cũng một phần là giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, tăng năng suất lao động, vượt qua những cái khó khăn trong cái đại dịch Covid-19 vừa qua. Phải có cái chế độ khen thưởng, khuyến khích, động viên kịp thời thì từ lúc đó nó mới lan tỏa được, nó mới kích thích được người công nhân là luôn có một cái suy nghĩ là phải là đổi mới, sáng tạo thì lúc đó là mới đóng góp được thêm nhiều cái giải pháp. Những sáng kiến giúp nhà máy phát hiện ra nhiều cách mới, cải tiến và phát triển hơn. Vì vậy, nhà máy sẽ tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết kinh nghiệm sáng tạo của mình. Hoạt động này nên được tổ chức định kỳ để giúp đất nước Việt Nam phát triển hơn. Chúng ta không chỉ ghi nhận được với kết quả của 1 triệu người lao động sẽ tham gia có sáng kiến hay là 1 triệu cái sáng kiến, mà quan trọng nhất là 1 triệu sáng kiến ấy, nó là những câu chuyện mà những người lao động đã trăn trở, đã tìm ra một hướng giải quyết và kết quả của việc giải quyết đấy của cái người lao động đã mang lại một cái kết quả thực sự là được cần được ghi nhận đối với sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước chúng ta. 1 triệu sáng kiến thu hút được tất cả cán bộ công nhân viên của các doanh nghiệp, từ công nhân cho đến kỹ sư, cho đến cán bộ kỹ thuật, cho đến cán bộ quản lý. Bởi người lao động, mỗi cương vị công việc đều có thể đưa sáng kiến, thúc đẩy sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp mình. Từ chương trình, nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi mạnh mẽ kỹ thuật số trong quản trị. Nhiều kỹ sư, công nhân đã quan tâm đến việc cải tiến về môi trường làm việc, hướng tới sản phẩm xanh và môi trường sạch. Có thể khẳng định là 1 triệu sáng kiến là chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, bởi chương trình đã phát huy được tinh thần thi đua vượt khó, sáng tạo trong lực lượng lao động, cổ vũ người lao động quyết tâm cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân chiến thắng dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống sức khỏe nhân dân. Chương trình Lao động Xã hội tuần này cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.